Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đến với kênh Nha Đam và Cây Trồng. Thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ với mọi người một cái thực nghiệm mà bữa rồi mình làm đó, tức là mình trồng cây nha đam bằng bằng lá, thì coi thật chắc là cây nha đam mình có thể mọc lên từ lá được hay không. Rồi, đầu tiên mình sẽ chia sẻ với mọi người cái vườn nha đam của mình. Thì đây là cái vườn mình sau vài trận mưa đây, mình thấy là nước nó còn ẩm này. Nhưng mà cái chậu của mình đó, mình pha cho cái lượng chấu nó hoặc là sơ dừa nó tương đối đầy đủ thì cái khả năng thoát nước rất là nhanh. Nhưng mà mọi người cũng không nên là mình pha nó quá nhiều thì cái đất của mình nó rất là thô, tức là nó quá sơ dừa nhiều thì cái lượng dinh dưỡng mình không có đầy đủ, và qua cái giai đoạn nắng thì cái cây nha đam mình nó rất là mệt, tức là nó không có giữ nước được, thì cây nha đam mình thiếu nước. Đó, mình pha sao cho nó vừa đủ được rồi, đừng có lạm dụng cái sơ dừa quá. Đó, mình thấy bây giờ là mưa xuống rất là tốt, xanh tốt. Mình thấy những cây này nó phát mà. Mình thấy cái lượng phấn mà nó phát mạnh, đó, phấn nhiều đó, là cây nha đam mình đang giai đoạn phát rất là mạnh. Đó. Đây, mình thấy cây này cũng vậy. Ha. Này, quay gần mọi người xem. Đó. Những cây con thì bây giờ mình thấy nó đã xanh lại. Bây giờ mình di chuyển vào đây để cho nó hứng nắng. Rồi khoảng 2 tuần nữa mình sẽ sang qua chậu mới. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại cái nha đam mà bữa rồi mình ương ha. Đây, bữa rồi ở video mà mình ương cây nha đam từ lá đó, thì mình đã chia sẻ với mọi người. Mình ương bằng cây nha đam Thái, bẹ nha đam Thái và bẹ nha đam Mỹ. Nhưng mà rõ ràng bẹ nha đam Mỹ nó khô, nó mất tiêu luôn rồi. Còn lại bẹ nha đam Thái, nhưng mà quan sát bẹ nha đam Thái thì nó cũng muốn thúi luôn rồi. Thì cái thời gian mình ương mình tính là khoảng 2 tuần. Rõ ràng sau 2 tuần thì mình không có thấy cái con nào hết, và hầu như là các bẹ nó bị thúi hết. Do đó thì qua video này mình cũng khẳng định là cái nha đam của mình thì không thể nào trồng từ lá được đâu ha. Và những cái video trên mạng thì hầu như là khả năng là nó dùng để câu view. Do đó thì ở đây mình muốn thực nghiệm thử, coi tại người ta nói mà mình chưa thấy. Thấy người ta chia sẻ rồi mình không biết nó có thật sự không, nên mình làm thử. Mà không biết mình làm có đúng kỹ thuật không, nhưng mà về mình là mình khẳng định là không có cây con nữa ha. Cây con mình thấy mình trồng từ cây con trực tiếp đây nó còn thúi lên thúi xuống, không gì là từ lá. Ở đó thì mình thấy là về bản chất là nha đam không được trồng từ lá đâu. Đó, mình thấy hầu như thúi trơn. Nhưng mà rõ ràng thì tốc độ giữ lâu của cây nha đam Thái thì nó lâu hơn. Còn cây nha đam Mỹ của mình á, thì mình để xuống thì mình thấy nó mới đây mình đã khô, tức là chứng tỏ nó đã thúi lâu lắm rồi. Đó, còn nha đam Thái thì bảo quản lâu hơn. Đó, thì đó là chia sẻ với mọi người cái thực nghiệm về trồng cây nha đam từ lá, và mình kết luận là không trồng cây nha đam được từ lá đâu ha, không có cây con đâu. Thì bạn nào mà muốn liên hệ mua cây giống của mình thì có thể liên hệ qua Zalo. Ở đây thì mình hiện tại là có hai giống là giống Mỹ và giống Thái. Nhưng mà giống Thái thì cái lượng cây con rất là ít, hầu như là không đủ cung cấp. Còn giống Mỹ thì hiện tại mình có đủ cây cung cấp cho mọi người ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì cứ việc bình luận ở phía dưới để mình thực hiện. Rồi, chào mọi người.